Gì? Đi uống cà phê không? Vậy nói đại đi. Về ra quán cà phê Bà Tư. Công nghệ. Công nghệ con khỉ. Hàng ngày tao ông rủ tôi uống cà phê. Công nghệ gì đâu. Bây giờ mày đặt. Bởi vì ông dốt quá. Bây giờ người ta dùng công nghệ không à. Mình làm lãnh đạo mình phải biết công nghệ. Đó, bây giờ cái gì cần thiết, cái gì đó cứ nhắn tin dùng công nghệ. Chứ không có nói chuyện la ó ôm sùm, người ta nghe hết, lộ bí mật. Để bây giờ tôi nói ông nghe, tôi tụi ông đi. Ừ. Đứng sát nha nè. Thấy không, đứng sát nè. Bây giờ không có nói chuyện mà bấm bấm gì. Ta tưởng ông khùng á. Ông khùng thì có. Bây giờ ai mình nói chuyện đứng sát, đứng xa ra nhắn tin. Để người ta đảm bảo vệ sinh môi trường, không biết không? Bây giờ cái gì đó người ta cũng phải dùng công nghệ hết á. Ông nghe, tôi nói ông nghe, ông Dương Tấn nghe, tôi thấy giống lắm rồi đó nghe. Hai người tối ngày rù rì nhau là bằng trên điện thoại thôi à. Tôi nghi đó mà. Cái đó, thời buổi 4.0. Bây giờ tôi nói ông cái gì người ta cũng dùng công nghệ, không cần phải nói. Ví dụ vợ chồng đó, tối ngủ chung đó, muốn cái gì cũng nhắn tin. Chứ không phải nói ông sùm cho ta nghe hả? Thôi ông nội ơi, vợ chồng ngủ chung mà nhắn tin gì? Vậy tôi hỏi ông nè, giữa nhắn tin và nói chuyện cái nào nhanh hơn? Nhưng mà tôi nói với ông đó, nhắn tin để cho nó đảm bảo vệ sinh môi trường. Vệ sinh cái gì? Tôi không thích. Nói chuyện văn quá, vô mặt tôi đầy hết. Ý là đưa cái miệng tôi là gì? Trời ơi, 4.0. Anh hai uống gì? Quên. Cà phê đá, rồi. Còn anh ba, anh uống gì anh ba? Cà phê đá luôn. Mà của anh hai là nhiều đường hết đường. Rồi, ít đường. Còn anh nữa, cà phê đá nhiều. Nhiều đường, ủ ghê vậy. Không bao giờ mở miệng ra nói chuyện. Ủa, xin chào. Ít đường, nhiều đường, mời. Trời đất ơi, là trời gà đầu hết trơn nè. Bưng ly cà phê ra. Có chủ chụp hình nữa. Trời đất ơi. Trời ơi, chụp hình rồi còn bấm bấm nữa. Già đầu nhỏ tuổi. Hư hết. Hai đứa tụi mày uống cái gì? Rồi. Con này thì nước dừa phải không? Thằng kia uống gì? Nước dừa thôi mà. Mệt dễ sợ mệt. Thôi mệt quá. Chịu đựng đủ rồi nha. Tao nói cho tao quạo rồi đó. Nghĩ sao từ già đầu tới lại nhỏ đầu. Ai cũng vậy đó. Rồi bấm miết. Không hoài. Tụi nói ông á, nói lén tụi chứ gì. Anh coi cái điện thoại của em à. Sao bị hư, gửi tin nhắn không được nè. Ủa sao tôi nhắn ông trả lời chứ gì? Trả lời gì, tôi có mạng nào trả lời. Nó có vô gì đâu. Tôi bấm gần chết luôn, không vô nữa. Thì đó. À, mất wifi rồi, để em vô em kiểm tra. Thôi em đó. Dạ. Bước đi một bước. Tao chặt mày như chặt dừa. Riết là thấy giống như khùng điên hết. Ngồi á, bốn người bốn góc. Đối diện nhau đi chăng nữa cũng không bao giờ giao tiếp bằng cái tiếng. Thấy không? Ngồi bấm hoài. Từ ra sắp lên nha. Quán của tôi không bao giờ có cái chữ wifi ở đây, hiểu chưa? Ủa gì Tư? Cái kỳ vậy? Cái gì? Cái gì kỳ vậy? Giờ mới chịu mở miệng hả cha già? Chứ giờ không có nhắn tin không được phải chứ mở miệng chứ sao? Thì đó. Thì bây giờ ví dụ như mà bây giờ nó 4.0 đó, không có 4.0 đó, không mở miệng được không? Cô Tư nói vậy sao được cô Tư ơi. Bây giờ nó hiện đại rồi, nó xài 4.0 không rồi ơi. Nào mà nói chuyện nó mỏi miệng gần chết. Thì sao? Nói mấy chục năm mà nó chưa đã hay sao? Bây giờ nghỉ nói lúc đi. Cái thời buổi này đó là vô toilet cũng phải có cái wifi nữa cho người ta nữa. Vậy á ha. Vậy bây giờ á nè, hai người lớn, hai đứa con nít,
có cần wifi á, đây chỉ đường cho đi, đi thẳng ở đây, quẹo qua kia, đi ra tới đâu được. Kiếm mấy cái quán á, quán lớn lớn ngoài có wifi nhắc hết trơn. Còn riêng gì quán tôi, thứ nhất không wifi, thứ hai không mạng xã hội, thứ ba là không tin nhắn. Còn nếu cần mời kỳ trời. Ôi má, cho miếng wifi đi. Bỏ wifi đi, con có uống nước mà. Tôi nói không là không biết. Hỏi chào, chào mà không biết mở miệng nữa, cũng không biết mở miệng luôn. Mày đi luôn đi chứ. Mày đi luôn. Con là con của má mà. Mày thôi nha, nãy giờ tao thấy mày chửi tao hơi nhiều rồi nha. Nha. Muốn wifi đi đi mày. Má lớn mà má chơi kỳ quá à. Trời ơi trời, chơi kỳ. Thấy chưa, con cái chưa, cái tác hại mà cái chuyện mà không sử dụng ngôn ngữ nó là như vậy đó. Tối ngày cứ nhắn tin bấm qua bấm lại, riết rồi hả, điên hết rồi. Trời ơi, sao mềm quá vậy, không để đi về kiếm kem nào mà cả của dân mà tập tạ chứ, tha vô cho chắc chứ. À, gì vậy? Ủa mày ở đây hả? Trời đất ơi, nãy giờ tao đi kiếm mày ha, tao leo đèo, tao lội suối, tao té lên té xuống luôn á, mày biết không? Ở đây làm gì có đèo mà leo. Nhưng mà trong trí tưởng tượng của tao. Trời đất ơi, rồi mày làm mày đeo gì vậy? Mày đeo gì vậy? Cái này hả? Ờ. Trời ơi, mod. Mod gì? Hồi tối hôm qua tao coi phim cướp biển Caribe á. À. Tao thấy mấy người trọng ha, họ đeo cái như vậy nè, xong cái họ đi tới đâu cái ai cũng sợ họ đó. Vậy là bị nhiễm phim á hả? Ừ. Tao thấy vậy là ngầu quá. Ngầu ông nội tao, ngầu. Người ta sao đen, đeo mắt kiến đen đi. Mà đeo mắt kiến đen hôm bữa ông Tư ông chưa sợ, mà đeo cái này ông sợ không? Tao nghĩ là ông sợ. Sợ hả? Ừ. Rồi mày cầm bịch gì vậy? À quên nữa. Đó, thấy không, làm tự phiền mình không, tự làm cho phiền phức thì nọ thôi chứ không làm được gì hết. Tại lúc đầu chưa quen mày ơi. Đây nè, nãy tao đi ngang chỗ trường tiểu học á. À. Tao dằn giật mấy đứa nhỏ lắm, tao mới kiếm được mớ này cho mày nè. Cái làm gì vậy? Thôi đó cơ, hình dáng. Hình xăm á hả? Ừ. Mày có khùng không mà đưa ra coi coi. Trời đất ơi là trời. Mày làm sao hồi đen hình xăm gì mà. Tao nói là bông hoa rồi Kitty rồi Doraemon rồi cái gì mà tùm lum vậy trơn vậy ông nội. Trời đất ơi, bạn ơi bạn, bạn không biết gì hết á. Xã hội đen đúng không? Người ta xăm, còn mình là cái này mình dán. Nhưng mà mình dán cái kiểu này á là mình dán dễ thương. Đó. Dán dễ thương chi vậy? Trời ơi, xã hội đen á tụi nó đi cướp đúng không? À. Cái người ta bị mất tiền, cái người ta ghét nó. Còn cái này biết sao không? Mình dán vô người ta thấy dễ thương, nhiều khi mình cướp chưa được nữa, tự nhiên cái người ta đưa tiền cho mình à. Thấy hay không? Ủa sao rốt cuộc mày kể gì giống xã hội đen mà giống xin ăn vậy mày? Đâu, tao thấy vậy là ngầu lắm á. Tao suy nghĩ dữ lắm á. Ờ, nhưng mà rốt cuộc là tự nhiên mình rồi bây giờ dán mấy hình này vô. Ừ. Là để làm giang hồ dễ thương. Đúng rồi. Là coi như là cướp không được, mà ta thấy dễ thương quá ta cho tiền. Đúng luôn. Được không ta? Tao thấy được, nghe tao đi. Biết sao không? Mày á, mày dán này vô ha, cái mày đeo mấy kiến đen, mày là xã hội đen. Còn tao có thủ sẵn rồi. Kéo này xuống. Xong. Thêm cái này nữa là cướp biển Caribe hoa hồng luôn. Trời đất ơi, mày dán cái này là thành xã hội đen hả? Ừ, trời ơi, tao cũng lựa dữ lắm á mày. Cái chỗ này á là tao mua trường mẫu giáo nè, còn cái đó tao mua trường tiểu học cho mày á. Bắt đầu tao thấy mày không phải là xã hội đen bình thường rồi. Chứ gì? Mày trở thành là bóng xã hội đen. Ê, quên nha. Nghĩ sao giang hồ của người ta là xã hội đen, người ta phải dán mà. Cọp, beo, sư tử hay rồng rắn gì trên mày dán cái gì bông hồng là sao? Trời ơi, bạn ơi, mấy cái đó quê lắm rồi. Đã tao nói mày á, mấy cái cọp beo đồ này kia đó, cái đó thường lắm. Tao thấy người ta ghét. Mày dán cái này thử đi, người ta thương, người ta biết cho tiền nhiều. Thôi, được rồi. Bây giờ là coi như là mình sẽ làm nào là xã hội đen dễ thương. Đúng rồi, xã hội đen dễ thương. Cướp không được là người ta sẽ cho. Đúng luôn. Rồi mày dán đi cho tao đi. Mày lấy con, để coi cái con Ê, Hello Kitty đi. À, lấy không, từ để nó coi. Hello Kitty nhiều lắm, nhiều ấy lắm. Được tao. Mày dán cái gì? Bà bông phải không? Bông, tao bông. Bông hả? Mày lấy cho tao cái con này nè, dễ thương nè. Cái con này là tao thấy nó nhỏ nhỏ mà nó có vỏ, thì mày lấy con này cho tao đi. Con này phải không? Ừ. Mày xé ra mày dán cho tao liền. Rồi để tao chơi liền. Chơi liền. Tên. Ủa mày dán con này là con gì vậy? Con gà. Trời ơi. Thấy ghê chưa? Sao nãy tao nhớ cái con này đẹp lắm, mày dán sao thành con gà kỳ vậy?
lỡ thôi được rồi, coi như là bây giờ hiện tại là tao giống là đàn anh. Đúng rồi, mày đàn mày anh. Mày giống như là đàn em. Đúng luôn. Nha, hãy tao kêu lại ơi. Gì? Mày nói gì? Ai ai giống con Thấm vậy? Phải con Thấm không? Đâu để coi. À đúng rồi, Thấm. Hàng sớm quen. Chơi luôn. Thế là thôi để dành. Dạng sự khởi đầu nan. Cái gì mà quen rồi là phải tập cướp luôn. Sao đen mà? Rồi chứ. Mày cứ nghe là tao rồi. Đứng em đi, đứng, để nó đi tới rồi mình làm việc. Chơi. Nhớ là phải đưa hình xong đây nha. Ừ, đúng rồi. À, Thấm hả? Mày làm cái gì vậy? Từ từ. Tao che rồi, tao không thấy. Đừng ơi, từ từ. Đây, đứng về người ta mới sợ. Đứng sau lưng tao mày đàn em đâu mà. Rồi rồi. Nhớ nha. Nhìn. À, hai con thú. Mày thấy chưa? Nè, khi mà nó phát hiện ra là mình đã biết mình thành công rồi. Bây đúng. Giờ nó nhìn mà là nó biết là xã hội đen thú. Đúng luôn. À, sao bạn? Thú thú tiên, thú tèo, à. Thú. Tự nhiên chưa nắng đứng đây chi vậy? À cướp. Cướp gì? Cướp nhẹ. Cướp nhẹ là sao không hiểu? Đây nè. Cái này mấy hình này ở nhà cháu tôi dán dễ thương lắm, sao tụi bây già gần chết mà dán ba hình này chi vậy trời? À dạ. Mày, tao nói rồi, cái hình này tao nhìn thấy quen lắm mà mày giờ nó nói con nít mình thấy. Mày để tao. Quay gì vậy? Quay qua kênh đó. Nè. Hả? Tao nói cho mày biết nha. Vậy? Cháu của mày á là dán hình là dán. Khoan xí, để tao lùng xuống lại để nó nhìn nó mỏi cổ tội nó. Sao vụ gì? Mà thôi chịu khó đi, tao đứng vậy tao mỏi chân lắm. Nè. Gì? Cháu của mày á. Khoan xí, con mắt bị gì vậy? Kệ tao đi. Tao thích vậy đó. Hôm qua nó còn thấy hai con. Tao nói mày kệ tao đi. Cháu của mày á. Sao? Đừng có đem so với tụi tao nha. Đây nè, tự giới thiệu mày biết. Đây là anh hai. Dân xã hội đen. Tí. Anh hai. Tao. Mày hơi bị lanh rồi đó nha. Mày hơi bị lanh rồi đó ha. Lanh gì? Bớt lanh lại nha. Ủa trong xóm này ông Tư ếch cha tao lanh nhất xóm mà giờ tao con ổng tao phải lanh giống mày ổng chứ. Mày câm mồm lại cho tao nghe. Nhìn kỹ đi nha. Thú nè. Yên tâm, đây. Xã hội đen thú xin chào bạn. Đúng rồi. Cướp biển Caribe hình quả hồng xin chào bạn. À. Dạ bây giờ thì mày đi đâu về vậy? Đi bán gà. Dạ hả? Vậy thì hôm nay là coi như là dạng sự khởi đầu nè. Thì nói chung là mày hơi khó khăn khi gặp tao. Lần đầu tiên tụi tao cũng đi cướp và bây giờ thì chắc chắn là tao sẽ phải lấy con gà này. Ừ, đúng rồi. Gì? Tự nhiên gà tao bán lấy gà tao? Cướp mà. Cướp hả? Ừ. Ủa nói cướp là tao cho cướp hả? Nè. Bây giờ muốn lấy gà phải không? Lấy gà. Nè. Ủa sao dễ làm vậy? Đâu có, tao đã nói với mày cái gì nó cũng phải. Nè, mày nhìn thấy cái tay tao có thêm giày là mày hiểu. Mày cầm rồi. Tao. Rồi, ngon lành để tao. 100.000 á, nay tao bán ế còn. Rồi, trả nó đi. À quên, là cướp. Mấy bữa con nó phải 150 đó. 100.000 mắc lắm. Thôi mà thôi kệ đi. Tao mày cũng đang thèm cháo gà. Tối nay có mồi nhậu. Mày lúc thèm thôi chứ tao là tao thèm con gà chứ tao không thèm cháo. Tao hiểu rồi. Nhưng mà nói thẳng với mày nghe là cái này là cũng hơi bị mắc á nha. Con gà này tính là mắc á. Mà thôi kệ, lần đầu tiên mà đi cướp rồi cũng phải có qua có lại. Đúng rồi. Mày đưa tiền cho nó đi. Thôi nếu mắc thì 80. Mày đưa tiền cho nó đi. Tao còn 20 á, nãy mua mấy cái hình dáng này hết tiền rồi. 20 đưa đây đi, tao cho thiếu 60. Còn được rồi, nói chung là vậy cũng tình cảm này, mày đưa cho nó 20 cho tao. Rồi mai tao qua tao lấy 60 phải không? Rồi. Mọi đang cướp mà sao tự nhiên đưa tiền cho nó? Nó lỡ cất đây, lỡ cất đây. Tôi lỡ cất rồi, muốn thì lấy đi. Không, được rồi. Thôi coi như là bây giờ ngày đầu tiên đi cướp, nói chung là mình cũng phải có cái gì đó gọi là khuyến mãi đó. Thì lỡ rồi coi như bỏ 20 đó, còn mấy chục kia chắc lẽ là mình sẽ cướp luôn. Còn bây giờ là... cái này... Tao giả mặt mày với mày chỉ có cướp mày cười thôi các mày. Ủa tao thấy tụi bay cười vô tao cười theo chứ đâu là làm. Mày im đi. Là giờ tụi bay cười tao không cười. Mày nín lên. Rồi. Tao giả cho mặt mày liền nữa cho mày phải giỡn nhây nha mày. Mày nên nhớ. Bây giờ là tao sẽ cướp mày trước. Đúng rồi. Cướp rồi. Thì cướp rồi. Và sau đó sẽ là sẽ làm nhục tao giống như trong phim. Lúc đó là tao sẽ áo tao sẽ bị bung ra như thế này rồi tao ngã xuống rồi thôi, tụi bay sẽ tha hồ làm nhục ngã tao. Thăm tao lại mày luôn đó. Thăm mày lo nó ra ngoài chợ làm nhục gì cái tội nó xấu banh nhà lòng chợ mà còn ảo tưởng. Mày hiểu ý tao. Tao lại mày luôn. Tao coi trong phim là vậy mà. Thôi khỏi, đứng lên đi mắt, đứng lên. Không có làm nhục luôn bây giờ hả? Là cướp con gà xong. Ừ. Ha.
À, mày có thể đi thông báo với lại cái xóm này là từ nay ở tại đây sẽ có một băng nhóm giang hồ dễ thương, xã hội đen dễ thương sẽ cướp ở tại vùng này. Xã hội đen dễ thương hả? Đúng rồi. Ăn cướp dễ thương. Đúng rồi. Đi ngang qua đây thì phải cái gì? Đi ngang qua đây á là mày phải nộp tiền. Nếu mà mày không nộp tiền á là mày phải nộp hiện vật ở trên người mày, chẳng hạn như con gà này nè. Đó là một ví dụ. Nếu như tao không có tiền và hiện vật, tụi bay sẽ tiếp tục làm nhục tao. Sao mà nó cứ vậy hoài mày? Thôi làm ơn đứng lên giùm con cái má. Nè mày phải nói nó rõ ràng. Trời ơi, ngày nào mà nó cũng đem gà ăn lội bản họng, sao mày ngu vậy? Thí dụ bữa nay là gà, ngày mai nó đem vịt, hay là mấy mốt nó đem cái gì tới khác, chứ không tự nhiên nó ăn bán gà mà chết sao? Đúng rồi. Rồi bây giờ những gì nói mày cũng hiểu rồi phải không? Hiểu rồi. Thì từ nay là cái xã hội đen dễ thương sẽ trấn giữ khu vực này. Đi qua là sẽ bị cướp vậy thôi. Đơn giản vậy. Ok. Rồi coi như bây giờ là tao đã đưa mày 20 rồi, có khuyến mãi rồi, thôi bây giờ làm ơn đi về giùm đi. Đúng rồi. Nha. Là coi như mất 60. Mất rồi, mất trắng rồi, mất trắng rồi. Thôi lâu rồi tao cũng chưa cúng cơ hồn. Coi như là hôm nay tao thí tụi bay con gà đó, ăn đi. Thí. Mày. Về. Thấy vậy chứ Thắm nó sống tình cảm quá ha. Tình cảm gì? Nó thí cho mình con gà đó, nó tình cảm ghê chưa? Thí bà nội mày thí. Ăn cướp thí cái gì? Với cái ngày mà đầu tiên mà mình ra quân như thế này mà mình đã cướp được một cái con gà như thế này, đây là chiến lợi phẩm của mình. Chút xíu mình kéo qua bên chỗ ông Tân mình nhậu. Đúng rồi. Và bắt đầu kể từ đây mình đã trở thành cướp siêu dễ thương. Sao hồi tư đêm nay đi đâu? Tư nói rằng tư đi giăng câu. Tư đi giăng câu trên xiết xuồng câu. Không có cây cầu cây chấm nào cây cầu. Thằng mất dạy nào vậy? Hả? Thằng mất dạy nào vậy? Ê hai thằng mất dạy. Tao đang hát để mà tao vụ cá rồi tao câu, tự nhiên tụi bay chọi đồ xuống cho cá nó chạy hết chân, lấy gì câu? Sao? Là hát cho cá lên hả? Đúng vậy. Tôi nghĩ là ông mà hát là cá nó ngủ luôn, nó khỏi lên luôn á. Đúng rồi. Hát dở quá mà hát cái gì, thấy không? Nhưng mà tao hỏi tụi bay nè, hai người bay là ai? Trời đất ơi. Trời. Thấy đeo mặt kiến đen không? Thấy. Thấy mặc áo đen không? Thấy. Xã hội đen. Trời ơi, hù mấy đứa con nít rồi. Nè, coi phim nhiều lắm nghe. Biết xã hội đen người ta hình thức người ta làm sao nghe. Sao? Nghe là bộ nguyên bộ đồ vest đen nè, rồi đeo kiến đen. Đó, đeo kiến đen là mới có phân nửa thôi, mới có giống một chút xíu thôi, còn đeo áo đen giống chút xíu thôi. Vậy mà xã hội đen cái gì? Mà tao bay tới đây làm gì? Nói chung là xã hội đen là tới đây là để nè, gì? Giới thiệu cho bay biết nha. Biết tao ai không? Biết. Nói nghe cái là hết hồn luôn nha. Sao? Từ đây tới sau gặp tao phải gọi là Tư Cô Đơn là tao. Thấy không? Hiểu rồi, hiểu là cười là phải rồi. Hiểu là nể là cười là phải rồi. Tư cô đơn là sống con mình đó. Thì đó. Đó vậy đó. Là từ hồi trẻ đến già sống cô đơn luôn. Đó vậy đó. Sợ quá à. Sợ lắm. Mà mày sợ gì à? Em sợ em quên ông chết. Không, mày đừng có nói bậy bạ, tao sợ cô đơn giống ổng. Ê, nó nghe nè. Nghe nói. Bây giờ là cái tư cô đơn hay gì á mình không quan tâm ha. Tại sao? Mình chỉ biết là bây giờ là ở khu vực này bắt đầu là sẽ có một băng nhóm xã hội đen nha. Đây là băng nhóm xã hội đen của mình. Đúng luôn. Thì nói chung là ở cái khu vực này là mà bây giờ là có chuyện gì là phải thông qua cái nhóm xã hội đen này hết. Là sao? Đây nè, anh để em nói cho. Mày qua mày nói đi giờ cho rõ chứ để ông này nói ông không biết gì hết. Anh để em. Giới thiệu cho ông biết. Kể từ ngày hôm nay. Đây á là anh hai. Cho nên á bản thân ông cũng phải gọi là anh hai. Còn tôi á là thứ ba. Cho nên ông cũng phải gọi tôi là thứ ba. Còn bản thân ông á là thứ tư. Cho nên ông với lại em Út thôi, nghe chưa? Mày uống thuốc chưa? Mày trước khi ra đường mày uống thuốc chưa? Mày có uống nhầm thuốc không? Mày thấy là tao tuổi đáng cha chú tụi bay tự nhiên mắc mớ phải kêu thằng nhóc này là anh hai rồi mày là anh ba. Ê, nhóc gì? Nè, không có nhóc gì ở đây trơn nha. Nói chuyện cho đàng hoàng à nha. Không có nhóc gì à. Người ta là xã hội đen thì ở đây kêu tôi là anh hai. Đúng luôn. Anh hai tí. Dạ, đúng rồi. Đúng không? Anh hai tí. Đây ba tèo. Tư cô đơn. Tư là phải nhỏ hơn. Đúng rồi. Nè, nè, nè. Nói nghe cái nè. Nhưng mà rõ ràng ta không có trong nhóm tụi bay. Trời. Mới gì vậy? Trời ơi, làm gì có cửa mà vô nhóm tôi trời. Có cửa nữa hả? Chứ sao? Vô nhóm mày có cửa nè. Cái nhóm tôi không thể nào mà kết nạp những cái người nào mà ăn thiếu rồi ăn chịu rồi ghi sổ của quán bà Sáu. Hay là nói đơn giản là tại là sao là cô đơn là tại vì sao mấy chục năm cua tán gái mà đúng, không được. Đúng, không được. Là vậy, hiểu không? Chứ không có gì đang nói hết. Cái này hơi quê nha. Hơi quê nha, tôi ăn thiếu là chuyện của tôi nha. Còn mấy đứa tụi bay ăn cái gì? Ăn vợt. Ăn vợt mà cũng khoe nó, người ta có chuyện đàng hoàng tới làm tự nhiên làm xã hội đen rồi đi ăn vợt chứ gì vậy? Mà thôi kệ tụi tôi đi.
Đại khái á là từ bây giờ tụi tôi nắm quản lý ở khu vực này ha. À. Cho nên bản thân ông á phải biết điều, biết điều sao? Cho đàng hoàng đi, gặp tụi tôi là phải chào. Rồi thí dụ như có cái nào ngon á phải đưa tụi tôi ăn trước. Không, đúng không? Mày kính lão đắc thọ, hiểu không? À, dạ. Có cái gì á mà ngon hay gì nọ đó rồi ông đưa tụi tôi ăn trước đi, ông ăn sau. Đó, vậy đó. Ờ à, đó, đúng rồi, vậy đó. Hiểu không? Tại ông kêu cho bằng anh hai, kêu này bằng anh ba. Đúng rồi. Hồi nào? Tự nhiên kêu anh hai hồi nào? Kêu anh hai anh ba hồi nào? Ừ, đâu có đâu. Ê, khứa ấy hình như không sợ mình á. Rồi. Mày qua mày làm việc đi. Chưa có đáng sợ lắm, bây giờ phải làm gì cho nó sợ đi. Rồi. Nó sợ để đi. Em, bây giờ chưa em. Sợ, tao chưa sợ đâu. Lấy hàng nóng. Rồi. Cái gì mà nóng đó? Cái gì nóng đó? Ừ. Rồi, ông thích hàng nóng đúng không? Nó tạo dáng này kìa. Để đó tôi. Ghê quá. Hàng nóng đâu? Ủa, bắt chước Lý Tiểu Long nữa kìa. Có giấu không? Nó mất tiêu rồi. Giấu tao ông nội mày hả? Sáng tao mang theo kìa. Sao? Gì? Cái dao chặt dừa của má tao, tao để quên ở nhà rồi. À, có nghĩa là không có đồ chơi đúng không? Không có hàng nóng đúng không? Coi như không có hàng nóng, mập. Không có hàng nóng đúng không? Đây, khỏi lo. Sao? À, chó. Chết ông rồi. Sợ quá. Sợ. Bằng à. Cái này, cây son mà bắn gì? Cây có gì đâu kỳ, không có gì kỳ hết, tao lấy lộn, hiểu không? Sao là cái cây súng mà hộp quẹt đó. Ừ, tao lấy ra để sáng trên bàn rồi tự nhiên ai mà chơi. Nói tóm lại là bây giờ là không có hàng nóng đúng không? Tạm thời quên thôi. Chờ chút. Thôi giờ này ăn uống gì? Chờ chút, không có ăn uống gì hết rồi nè. Cái này nè, đó, đây nè. Cầm cái này. Cầm cái này xử tao. Hả? Xử tao nè. Xử sao? Xử tao có nghĩa là bây giờ chém. Đồ thiệt đó. Chém mới hằng ngày đó, chém mới gọi là xã hội đen. Thôi, nó nghe nè. Tại vì biết sao mà tôi quen dùng súng rồi, mấy ba cái này tôi không... À, không dám hả? Ờ. Không dám thì giờ tới tao. Làm gì? Vì cái này trẻ hay không biết đâu. Ê, không giỡn nha. Nè. Khoan. Ê. Tôi không giỡn nha. Đây. Trời ơi, sao đem xô nhục dữ vậy? Đứng đây tôi chém mày bây giờ đó. Giọt lẻ. Chưa biết tao hả? Mày đi qua đây đi. À, chú. Con gửi nè, đây lại làm kỷ niệm. Chú... đây chú đừng có chĩa này vô đây. Chú nghe câu gì chưa? Câu gì? Cha sao đen trả thù 2 tháng chưa muộn đi. Lao chú nói sao đen là trả thù 10 năm chưa muộn, sao đen trả thù 2 tháng xàm xí đu. Sao đen gì nhát nhà thỏ đế, đừng giỡn mặt với tao hả? Tao lao. Sao phải làm gì mày? Mày có đi chảy máu chưa? Chảy rồi. Hai thằng khùng, bớ người ta hai thằng khùng. Đủ rồi, ông chảy mất tiêu rồi. Ta chảy đâu quá? Mày coi bên cô có chảy máu vậy? Không có chảy máu mà sưng xíu à? Ôi cha, trời ơi, mày thấy chưa? Làm xã hội đen cái gì mình phải có chiêu trò chút xíu, thấy không? Đúng rồi. Bước đầu là mình chiếm được cái chỗ câu cá của ông Tư là thấy ngon rồi. Đó. Còn mọi chuyện khác mình tính sao? Nhưng mà chiếm được chứ thấy mệt quá. Với lại á, hình như hai anh em mình còn thiếu một chút gì đó để anh chả sợ hay sao? Thấy ông chưa có sợ mình lắm. Mày nói đúng. Tao mày thị uy vậy mà ông còn thấy được muốn ăn thịt mình luôn. Ừ. Mình cần phải có cái gì đó đặc biệt hơn nữa cho ra cái chất xã hội đen. Đúng rồi. À. Chủ quán cho 2 chai xì tin dâu. Mày khùng hả mày? Mày bị khùng hả? Chứ gì? Trời đất ơi, sao đen đi uống xì tin dâu ông nội? Chứ uống gì? Uống cái gì mà cho nó đen đen, thí dụ à, cà phê đen. Ê, cà phê đen đắng lắm. Mày uống đường phải không? Ừ, nhiều đường. À, cho một ly cà phê có đường, một ly cà phê không đường. Ê, mình là giang hồ dễ thương mà ăn nói gì đâu không có chủ ngữ vị ngữ gì hết vậy. Giang hồ dễ thương hả? Ừ. À, dạ làm ơn cho 2 xã hội đen một ly cà phê có đường, ly cà phê không đường. Đúng rồi. Vừa lòng mà chưa? Vậy đi. Đã có liền. Dạ cái này là không đường. Không đường là ai uống ạ? À? À không đường bên này. Bên này. Ủa? Dạ, bên này là có đường. Người quen. Người quen. À quen. Dạ. Tư hả? Dạ. Ờ sao nay em qua đây vậy Tư?
À, dạ, dạ, tại vì anh hai với anh ba là chiếm cái chỗ em câu cá rồi, nhưng bây giờ em thất nghiệp, không có việc làm nữa, cho nên qua đây phụ kiếm sống qua ngày vậy đó anh hai. À, vậy hả? Dạ. Ồ, thôi thì bây giờ ráng cố gắng bên này làm lụng kiếm tiền này nọ nha. Dạ, dạ, dạ. Với lại giờ là vô làm cho hai tô mì gói và hai cái trứng. Dạ, dạ, hai tô mì gói, hai trứng. Dạ, anh cũng bị có bỏ thêm gì không ạ? Thôi vậy được rồi. Vậy được rồi hả? Không có ăn ớt hả? Dạ không luôn. Khỏi khỏi bỏ thêm gì hết. Khỏi khỏi bỏ. Khỏi. Rồi cho hai tô mì trứng đặc biệt luôn nha. Rồi. Bàn số 1 luôn nha. Rồi. Có liền, có liền. Dạ mời hai anh uống cà phê ạ. Ừ. Cái này không đường đúng không? Ừ, ngọt nè. Ừ. Dạ. Mì của anh hai anh ba. Ừ. Dạ chúc hai anh ngon miệng. Ủa? Ủa? Thấm gà. Thấm gà. Ủa? Ủa sao mày ra đây mày ra đây làm gì? Phục vụ. Ủa sao hai cha con ra đây luôn hả? Chứ dạ. Gì nữa? Ê bậy. Mày làm vậy đâu được. Hả? Mày tự nhiên cái mày không đi bán gà. Rồi mày không đi bán gà rồi tao lấy đâu rồi tao chặn đường. Rồi tao không chặn đường được rồi sao tao có tiền tao xài. Đúng rồi. Gà đâu tao ăn. Tại vì hai anh đã chấn lột hết vốn của em rồi, cho nên em không còn tiền mua gà bán nữa. Buộc lòng phải ra đây phục vụ để có tiền mua gà bán để cho hai anh chấn lột chứ. Anh hai gì? Thấy ghê chưa? Sao? Anh em mình có tiếng tăm ở đây rồi. À, nói chung là mình triệt được sống của người ta thì cũng không được làm ăn dài lâu đâu. Đúng rồi, đúng thôi rồi. Thôi thì hôm nào cứ đi bán là đi, tôi cho thí dụ như tuần thì chắc lộ chừng ngày thôi. Dạ, dạ, cảm ơn anh. Còn, dạ, Tư thì cứ câu cá đi. Dạ, tuần dạ. là... Ủa mày coi, ông bị ghẻ. Cái này là thiệt. Cái này là xịn nè. Trời ơi. Cái này là xịn. Con cọp. Cái này là xịn nè. Đúng rồi. Chứ không phải là con mèo với lại bông hồng đâu. Không. Nga, không, nga, không, nga. Ông giả bộ á, ông giả bộ. À, giả bộ á. Đây là hình xăm thiệt. Nhưng mà hai cha con người nhắm chơi lại hai anh em tụi tôi đúng không? Đúng rồi. Đây giới thiệu cho hai đứa biết luôn là cha của tao có cái tật thèm ăn con gì là xăm con đó. Yes. Cha tao rất thèm ăn con cọp nên xăm con cọp. Đó. Con cọp mà ba tao còn ăn thì huống gì hai tụi bay. À, vậy là tao hôm bữa tao nói tao thèm gà là cái mình chặn đường là lấy thu gà hả? Xin lỗi nha, không những ba tao xăm mà tao cũng xăm luôn. À, mày xăm gì? Tao xăm chân mày với xăm môi. Trời đất ơi, xin gớm. Cũng là xăm. Đúng. Tao thiệt nhiều khi á, tao nói thiệt nhiều khi mày nói thấm gà nhìn nó đàng hoàng dễ thương. Mày nói đó. Ừ. À, nó biết điều rồi nó biết gì. Con nó khùng thì bà luôn biết điều gì. Nè, nó thẳng ra giờ hai cha con ông á, bây giờ muốn sao, muốn lật kèo hả? Có qua được bên này hay không? Muốn phải không? Muốn qua được phải không? À, nghe nè. Sao? Biển sông rát rào. Làm sao quên những tháng năm đẹp biết bao. Biết bao. Và nơi đó có biết bao người. Người. Đời liệt quanh với bao dinh nhục thăng trầm. Thăng trầm. Lòng ban. Thôi nên mệt rồi à. Anh hai, gì? Mình vô đây uống cà phê ăn sáng. Chứ đâu phải vô đây nghe hát hồ quảng đâu. Mày cứ ngồi đó cho tao đi. Ngồi đó. Mày ngồi đây. Sợ không rồi, có gì phải sợ hết trơn á. Đúng đấy. Rồi. Bây giờ mì cũng kêu ra rồi. Ăn đi. Để không thôi một chút xíu là chết là không còn có cơ hội ăn đó. Cái gì? Trời hồ. Biển sông. Rát rào. Làm sao quên. Thôi được rồi, thôi mệt quá. Nghe. Nè. Bây giờ tôi hỏi thiệt là hai người làm vậy để làm gì? Để tôi sợ hả? Rồi sao? Sao làm sao? Bây giờ không sợ rồi sao? Không sợ. Muốn cái gì? Muốn gì? Biển sông. Sao hoài luôn. Làm sao quên những tháng năm đẹp. Nó nghe nè. À, ở đây mình chỉ ăn mì gói thôi, không ăn hủ tiếu ngọ. Gì vậy? Ây cha. Cái cô hả? Cái cô mình hay. Xin lỗi. Ủa làm gì cột này chi vậy? Tập võ. Luyện trưởng nguyên một đêm. Ủa cái tay này gì vậy? Ê, ở xóm này cho biết nha, chị Đại là tao chứ không phải tụi bay ha. Dạ. Thủy mũi chưa sạch mày đặt coi ba cái phim xã hội, giờ tính làm anh hai anh ba hả? Giờ muốn gì? Trời ơi, thấy ghê không? Vậy mà ông nói hai đứa này ghê gớm lắm, làm tôi luyện võ cả đêm nào giờ chưa quýnh ai.
Ngứa quá. Thôi mà Lỡ rồi đánh nhắn luôn đi. Dân râu cho ai vậy? Dạ, dân râu để tự phạt. Dạ, tụi con biết sai rồi. Dạ. Dạ, dạ. Ui cha, nhột. Từ đây về sau, bỏ cái thói côn đồ ăn hiếp bà con hàng xóm nha. Nhắm mày. Dạ. Con hứa với lại Sáu, với Từ, với lại Thấm, từ nay tụi con sẽ là những thanh niên siêu dễ thương. Này mới dễ thương nè. Hả? Không. Tính tiền em ơi. Dạ. Của hai chị, hai tô mì, hai trà đá là 30.000. Dạ. Em cảm ơn nha. Hán, cho anh tô mì gói với lại ly phơi đá. Hả? Cho anh tô mì gói với ly phơi đá thôi. Nó nghe nè. Bây giờ mình lên thị trấn đi. Tại ở đây đồ ăn nó ngon, lên thị trấn đồ ăn mới ngon. Mà không những đồ ăn ngon, cảnh đẹp, mà người thì xinh nữa. Lên chảnh đi. Gì cảnh đẹp người xinh, anh đi ăn sáng đi đâu lên thị trấn xa dữ vậy? Thôi làm cho anh tô mì đi, anh đi làm việc nữa. Xin lỗi, mình không rảnh. Cái gì không rảnh, mới thấy bán khách mới đi về mà. Làm cho anh tô đi. Túm lại là tôi không thích bán cho anh, được không? Đây là má tôi chủ quán, cho nên tôi cũng là chủ quán. Tôi thích bán cho ai tôi bán, tôi không thích bán cho ai tôi không bán. Cái gì vậy Hạnh? Em lại kiếm chuyện với anh hả? Ủa, kiếm chuyện gì? Thì bây giờ á, tôi nói anh lên thị trấn á, có cô Lan, cô Đào, cô Mai, cô Hoa gì đó, rồi kiếm anh chảnh, anh lên chảnh đi. Trời ơi, người ta là khách hàng sửa điện thoại, sửa đồ vi tính mà. Khách hàng sửa điện thoại, vậy là mấy cô đó là khách hàng thân thiết lắm phải không? Không ai sửa điện thoại xong mình vô nhà người ta cái mình coi có cái gì hư mình sửa luôn. Đó là công việc của anh mà thì mới có tiền chứ. Thôi vậy thì anh ở đây ha, anh phụ quán với em ha. Cái ngày anh nuôi anh hai bữa thôi, rồi anh ăn ngủ đây luôn với em ha. Ở đây không có rảnh tiền. Em càng ngày càng quá đáng luôn đó Hạnh. Cái gì cũng kiếm chuyện với anh đó. Bây giờ anh không biết trong đầu em muốn anh phải làm sao với em nữa. Vậy thì đi đi. Thì đi đi. Đi. Ủa nói vậy cái đi thiệt hả? Anh Tân. Anh Tấn. Dân, chú ba. Mày làm gì mà ngồi thở thẳng như vậy? Ngồi tính là Dân Tiên hả? Gì Lục Dân Tiên? Dân Tiên ngồi giữa góc dừa, vừa khô rớt xuống bể đầu Dân Tiên. Trời ơi. Chú ba nói kỳ vậy? Sao rồi, bây giờ sao đây? Cái vụ gì đây? Có gì đâu. Tao thấy mày khó đó. Nói có gì đâu, ra ngồi chơi bình thường, có không có gì hết trơn á. Tao nghe nói hết trơn cái trọi rồi. Nghe ông hai nói chứ không ai hết trơn cái trọi á. Thấy không? Mày thương nhỏ Hạnh, rồi con nhỏ Hạnh nó kiếm chuyện với mày tùm lum hết trơn á. Rồi mày ngồi buồn thở thẳng vậy phải không? Hạnh. Hạnh có gì đâu bình thường. Có đâu buồn gì Hạnh. Bình thường mà. Thôi có gì nói tao chú ba giúp cho. Chú ba giúp được chuyện gì? Đâu giúp được gì con. Nói chú ba làm gì? Của tao quyền trấn áp không giúp được mày hả? Ta hiểu rồi. Ta không giúp được mày, chắc ông hai á là giúp được mày phải không? Liên quan gì đó con, nhưng mà con đâu có ý đó đâu. Chơi trách chú gì đâu mà chú nói con vậy. Không có gì thì nói đại đi. Tao coi được anh giúp cho. Bây giờ mày có nói không? Hạnh chia tay con rồi. Qua nhà đuổi thẳng về luôn. Chia tay mày. Đuổi mày nữa. Thấy tốt quá rồi còn gì nữa. Chú ba, chú nói kỳ vậy chú ba. Người ta đang buồn chuyện tình cảm thì bây giờ chú, người ta chia tay, chú nói là tốt là sao? Để cho mày nhìn thấy được sung lắm.
xung quanh mày biết bao nhiêu người đẹp. Nhìn đi, nhìn xung quanh đi, biết bao nhiêu người đẹp mày, nhớ không? Tao... xung quanh này có ai đâu. Trời, có cái miệng dày sọt của chú có ai đâu. Buồn lắm. Tao nói mày nhìn xung quanh mày á, có nhiều cô đẹp á, đang chờ mày. Thấy không? Mày đó bây giờ tài giỏi nè, thấy không? Được, tương lai sâu đậm nè, đẹp trai nữa. Mày quên cái thiếu gì cái đẹp. Để chú ba giới thiệu về con nhỏ này. Nó ở ấp bển, sát bên mình nè. Đẹp tuyệt vời luôn. Con Mai, con bà Hai Súc, biết không? Không biết. Là con Mai đẹp lên là nổi tiếng ấp bên kia, mày không biết. Con đâu biết đâu. Tao tả sắc đẹp đó, mày nghe là mày mê liền, mày bỏ Hạnh liền. Đẹp gấp 10 lần Hạnh. Trước tiên là mắt nè. Mắt Mai một miếng. Mê mẩn chưa? Mắt một miếng có gì đâu đẹp. Mũi đen Hàn Quốc. Nội, bây giờ người ta làm một miếng là mũi đen Hàn Quốc á. Mũi Mai méo. Trời ơi, tự nhiên mũi méo mà đẹp. Mũi sữa đi xe đạp té méo. Mà méo duyên. Méo này nhẹ, nhẹ qua chút nè. Môi. Môi Mai mung. Mung là cái gì? Mà đen hả? Trời ơi, là môi thâm á hả? Trời ơi, nghĩ sao giới thiệu môi thâm cho con, tự nhiên nó thâm. Tại nó hút thuốc rồi nó thâm chứ có gì đâu. Mà nó bỏ lâu rồi. Ôi chú ơi, chú ơi, con không chịu đâu. Trong mắt con không ai đẹp hoài. Còn hẳn nữa, mày thấy nó cười, mày thấy khoái nữa. Dạ. Nó cười á, nó có cái răng khểnh như này nè. Dạ. Viền lắm luôn á. Mà ngoài cái răng khểnh này nó không còn cái răng nữa hết trời. Trời ơi, vậy là nó súng giống má nó hả? Y chang như má nó luôn. Chú ghẹo con nãy giờ đúng không? Trời ơi, chú ơi, chú ác với con quá vậy. Thôi mà, chú ba giận chơi chút xíu mà. Cho nó vui 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 đi. Không có vui gì đó, trong người con, trong lòng con nè. Bây giờ chỉ nhớ tới Hạnh thôi. Trong mắt con cũng chỉ có biết Hạnh thôi. Đúng là tình yêu mù quáng à. Dạ, mày chỉ có Hạnh thôi phải không? Dạ. Mày thương Hạnh dữ lắm phải không? Giờ về đi. Về nhà đi chú ba giúp cho. Về nhà nghỉ ngơi đi. Mày ngồi đây xe bệnh viện chạy ngang nó tưởng mày là điên, nó hốt mày vô trong bệnh viện mày nằm luôn bây giờ. Chú ba kỳ hết. Nói vừa rớt đầu bây giờ kêu bệnh viện hốt con nữa. Về đi. Thôi, con đang ngồi đây tự nhiên bắt con về. Giờ mày về không? Không. Mày không có về đó là tao nói với má mày đã chạy qua đó, cưới con ba cho mày à, chịu không? Về, về không? Cái gì? Cái thằng coi vậy mà nhát. Chú ba uống nước nè. Ừ. Để đi con, để chú ăn xong uống. Chú ba. Trời đất ơi, mày làm cái gì vậy? Làm hết hồn của dưới hả? Con xin lỗi chú ba. Ăn mày cách làm nhậu rồi nhậu hoài, tao ăn ngon làm gì được? Gì nói đi. Phải, tại vì con buồn quá, con không có ai tâm sự hết, con muốn nói chuyện chú ba. Thì nói đi. Chú ba, ừ. Chú ba suy nghĩ coi. Anh Tấn á chú ba. Ừ, sao? Cùng tức cũng lắm. Ừ. Ổng lúc nào ổng cũng ỷ là ổng giỏi hết á. Rồi hả, được mấy nhỏ con gái trên quận, trên huyện gì đó. Ừ. Thích ổng. Ổng coi thường con chú ba. Thằng này quá đáng, thiệt. Quá đáng. Bay đuổi nó đúng rồi. Dạ. Ừ. Nói nè. Con đẹp vậy nè. Đảm đang vậy đó. Đúng rồi. Mà thằng này nó chẳng có cái gì hết trơn. Mà nó xạo á. Bên thằng này đuổi nó đúng rồi. Nói nghe nè. Chú không dám nói thôi. Chú nói rằng tao nói chú nhiều chuyện. Đẹp như con rồi nè. Để chú giới thiệu cho. Giới thiệu cho mấy người ở trên huyện mà thành đạt đó. Giàu có giống như đại gia vậy đó. Ai à, vậy chú ba? Ở trên huyện á. Thiếu gì? Tao nói nó ngồi văn phòng viết á mà tao nói cái nước da thôi. Nước da bậy không có thấm tháp vậy đó. Nước da nó không á, trắng như bông lài. Cái mặt của nó trắng như bông bưởi. Tóc nó đó trắng như bông gòn. Ủa chú ba gì? Nãy vào mà nó bị bạch tạng hả? Không phải, cái nhuộm tóc kiểu Hàn Quốc đó mà. Đẹp mà. Ghê quá à. Không ghê đâu. Thôi, con nói thiệt chú ba. Sao? Con nói nhìn tới nhìn lui á, rồi anh Tuấn anh cũng được lắm á. Ừ. Ảnh tốt bụng nè. Ừ. Phải hả? Cũng đẹp trai. Ừ. Sửa điện thoại giỏi. Ừ. Có nghề nghiệp ổn định. Nói chung là đối với con Tuấn
được lắm luôn á. Được lắm không? Tiếc là phải không? Hả, tiếc là chú điện thoại cho nó hả? Nữa. Quá. Vậy? Con đã nói với chú được dứt khoát với ổng rồi, chúng ta làm gì xấu hổ lắm. Dứt khoát thiệt phải không? Chứ còn dương nhắn gì nữa? Chú ba giới thiệu cho con mấy người đứa trên huyện đó. Đó. Tụi nó người ta thành đạt hết trơn cái trời à. Nó hơn đáng nhiều. Thằng quỷ nó sửa điện thoại mà nhầm nhò với làm trời với thành đạt cái gì vậy, ghê quá. Chào chú. Mọi người. Nhìn dữ vậy. Vô mua có chai nước thôi mà. Quên. À, chị uống gì? Lấy tôi một chai Shitoshi đi. Shitoshi là gì? Chắc xá xị hay gì đó. Không biết, không biết. Là nước gì vậy chị? Không biết Shitoshi hả? Không biết. Shitoshi là nước tinh khiết của Nhật Bản, với giá là 24.000 đồng trên một chai đó. À, ở đây quán em bình thường không có bán cái nước cao cấp đó đâu. Không. Có nước suối bình thường uống không chị? Đúng rồi ha. Một quán ở dưới quê thì không có là cũng là chuyện bình thường thôi. Thôi vậy lấy tôi một chai nước suối bình thường. Nước gì cũng được, miễn là nước suối. Chị ngồi đợi ha. Ok. Chị Trúc. Chị con. Ê. Chú cười vui quá. Bao nhiêu vậy? 8.000. Khỏi thói. Chú. Ở trên thành phố sang quá ha. Ừ, dạ. Chú. Em. Chú là... À, chú là chú ba, thứ ba. Cứ coi là kêu là chú ba trưởng ấp được rồi. À, chú là trưởng ấp. Ừ. À, vậy là chú có rất nhiều mối quan hệ ở dưới đây. Ừ. Chú có biết gần đây có nhà nào cần cho thuê không? Con muốn tới để con thuê nhà đó. Không. Ở đây không có chỗ nào cho thuê á chị. Có. Ở ngoài mặt đường á, ta treo bảng thiếu gì đó. Đúng rồi, con thích nhà mặt đường, Chú, chú, nếu mà chú biết vậy á, chú còn có biết một người tên là Tấn không ạ? Tấn, ở cái xã này thì nhiều Tấn lắm. Nhiều Tấn? À, Tấn Hô nè, Tấn Lé nè, Tấn Bùng Bư nè. Anh Tấn đẹp trai lắm chú. Vậy là còn chỉ còn có thằng Tấn sửa điện thoại thôi à? Đúng rồi, anh Tấn sửa điện thoại đó chú. Đúng rồi, vậy là cháu của tôi đó. À, nó con của Tư Sủ và bà Hai Hợi. Ở xóm dưới nè. Ở xóm dưới? Ừ. Là đi hướng này? Ừ. À, vậy cháu sẽ đi tìm anh Tấn. Chú, chúc chú một buổi ăn thật là ngon miệng nha. Chào chủ quán. Chúc cháu một ngày đẹp trời. Dạ, cảm ơn chú rất nhiều. Bye bye. Chào gia đình. Chú ba. Chú ba. Trời, gì vậy? Ủa chú ba, không thấy con nhỏ đó sao nó tìm anh Tuấn vậy? Nó tìm làm gì? Chắc là nó sửa điện thoại hay cái gì, ta đâu biết đâu. Con nghi lắm, cái tướng con nhỏ này là chắc chắn nó không thể nằm ở đi sửa điện thoại được. Nó không sửa điện thoại với nó sửa cái gì? Phải tìm hiểu mới biết được. Chú ba. Ừ. Chú ở đây canh quán cho con. Ừ. Khi nào má con về, chú ba mới được đi. Ừ. Vậy đó. Ủa má tôi đầu thai lần nào vậy? Chào em. Chào anh. Anh là anh Tấn đúng không ạ? Ừ, anh Tấn nè. À, em chào anh. Em là ai vậy? Em là em gái của anh Cường. Gái anh Cường? Dạ. Cường nào? Cường. Thì kể Cường đi. Cường biết Cường nào đâu. Kể đi, cái người đó giới thiệu em tới đây gặp anh á. Ủa, giờ gặp anh có gì không? Em tại vì em muốn nhờ anh giúp em một việc. Chuyện gì? Việc làm em muốn thuê một căn nhà. Cho nên em muốn nhờ anh giúp em tìm một căn nhà thật là
tốt để em tới em ở. À, thuê nhà thì anh có biết mấy chỗ khu quanh đây có mấy chỗ nhà cho thuê nè. Bây giờ là em muốn bao nhiêu mét vuông nè, rồi tiền giá cả bao nhiêu. Đó, ở mấy người, anh giới thiệu cho. Em muốn tìm một căn nhà tầm 60, 70, 80, hàng trăm mét vuông, 101, 102 cũng được hết trơn á. Em ở một mình. Trăm mấy mét vuông ở một mình? Em có ở gia đình không? Em chưa có gia đình. Em cũng hy vọng là sau này em cũng sẽ có gia đình đó. Ở dưới đây nè. Vậy hả? Em để lại số điện thoại đi, có nhà gì anh hẹn chủ nhà, rồi hiện ta hẹn ngày rồi mình gặp nhau. Thôi, bây giờ không mấy anh đi với em đi qua bên đó liền luôn đi. Đi liền bây giờ hả? Dạ đúng rồi, em gấp lắm, tại giờ xe nó tới là vô là dọn vô luôn thôi. Không, nhưng mà anh còn gấp việc gì vậy? Gấp lắm, nó đưa năng hủy á. Rồi, ok, ok. Dạ. Dạ. Đi mình đi thôi, mình đi thôi. Có cái nấu cho anh. Dạ có luôn chuẩn bị hết rồi. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Ủa, shit. Phút này à, tại em là phụ nữ á. Bây giờ em lên em chở anh nó có kỳ không ta? Đâu, nghĩ sao để em chở, anh chở chứ, để anh chạy. Dạ, đúng rồi. Rồi. Ơi. Ra đường lộ gần đây thôi hả? Dạ. Rồi em lên cẩn thận nha. Dạ. Ủa trời, sao vậy em? Anh chạy á, em bị giật mình á, em hết hồn. Vậy là em ngồi cẩn thận nha. Dạ, anh cho em lỡ tay rồi cho em nhịn xíu nha. Không sao nè, rồi mình đi nha. Dạ. Mình ra đường lộ gần lắm cô. Dạ. Anh biết tay tôi. Ly cà phê lâu quá vậy trời. Hành ơi, hành ơi, hành ơi, hành ơi, cà phê chú ba đâu. Quên rồi, quên. Làm gì nhẹ nhàng chút, con gái mà. Chú ba, con nói cho chú ba nghe nha. Cũng tại chú ba hết, nhưng mà kỳ này á, chú ba phải giúp con. Vụ gì? Ngăn chặn con nhỏ đó, không cho con nhỏ đó muốn nhẹ ở đây. Nói nào? Có biết nhỏ nào đâu, con thấy nó xuất hiện trong nhà chú hai á. Ồ. Chú ở nó ở nhà ông hai. Mà con nhỏ đó, nhỏ nào? Tức quá. Chú ba phải nói chuyện với con nhỏ này chú ba mới biết. Con nhỏ này nó là ma quỷ. Nó là ma quỷ? Đúng rồi. Gì thứ ghê trời. Nó ma quỷ thì sao? Nó làm cho anh Tuấn á hả, phải bỏ công việc của anh Tuấn luôn. Quên uống nước luôn. Nói chuyện với anh Tuấn lúc nào cũng thấy độ uống éo vậy nè. Cái mỏ con nhỏ đó thì dài thòn, mà nó ngộn quá. Nói chuyện lúc nào cũng mỗi miệng muốn chết luôn á. Mà nói cái ai mỏ nhọn? Con nhỏ đó. Nhỏ đó sao mà chỉ tao? Con á, chú ba mỏ cũng dài thiệt, nhưng mà dài duyên. Ngăn chặn người biểu ta đang ngăn chặn, là ngăn chặn sao được, làm sao ngăn chặn được? Thì ngăn chặn con nhỏ đó mướn nhà ở đây. Làm sao ta ngăn chặn? Người ba... ta cho mướn nhà, nó đi mướn thì hai bên hợp đồng với nhau, là tao làm quyền hạn gì mà tao cấm người ta? Chú ba dùng cái quyền trưởng ấp của chú ba đó, chú ba nói với chủ nhà đừng có cho con nhỏ đó mướn nhà. Hồi đó thì được con, hồi đó chú ba là trưởng ấp, bây giờ chú ba xuống rồi còn phó ấp thôi gì. Con không biết đâu, con nhỏ đó là ma quỷ, chú ba phải ngăn cản nó, không có cho nó mướn nhà ở đây, không thôi là nó sẽ phá cái xóm của mình á. Chú ba phải nói chuyện với nó mới được. Chào. Xá xị, xá xị chi? Một đò xị. Quên, xe không có. Nước gì cũng được, miễn là nước suối. Đợi chút. Chú. Ngồi đi. Dạ. Dạ. Chú vui quá. Chào, cũng vui quá. Dạ. Sao, mướn nhà được chưa? Dạ. Mướn nhà được chưa? Vẫn chưa được. Cháu buồn quá trời buồn luôn. Tại vì á, anh Tấn cũng dẫn cháu đi quá trời đi. Hết căn này tới căn kia. Nhưng mà cháu tính là cháu sẽ tìm thêm vài căn nữa. Thì cháu mới quyết định coi là mình nên thuê căn nào. Được nè.
ở đây sao phục vụ nhẹ nhàng quá vậy? Quán này vậy không à? Dạ, thôi cũng không sao. Chú có biết cái căn nào mà nó tầm 70, 80, 90 hay 100 mét vuông gì không? Trời ơi, thiếu gì đâu, mấy cái căn mặt lộ đó 100 mét vuông nhiều lắm. Vậy là chú biết hả? Thì nếu muốn tốt đẹp nữa đó, ha, nhà đẹp nữa đó, đi hơi xa chút. Đi hơi xa? Kêu Tấn chở đi, nó biết mà. Tấn định chú hả? Gì? Ai chở cũng được. Chú ơi, không biết bây giờ chú có rảnh không ta? Chú có thể đưa con đi coi nhà được không chú? Được chứ sao không được. Chú bác, cảm ơn chú. Vui quá đi. Nếu mà chú đã đưa con đi coi nhà, vậy thì con sẽ tính tiền cái ly cà phê này cho chú luôn. Gì hả? Chắc hỏi ly cà phê này bao nhiêu tiền ta? 2 ly 18. Rẻ quá trời rẻ luôn. 2 ly mà chỉ có 18 ngàn. Tôi đưa 20 ngàn, khỏi thói nha. Khỏi thói luôn. Chú ơi, vậy chú đi với con nha. Cảm ơn chú. Đi mình đi nha. Bye bye. Chú ba. Ui, cái này. Hạnh. Làm cái gì vậy? Mày làm gì vậy? Đi đâu hả? Ủa chú ba. Gì? Sao chú ba không đi theo con quỷ đó đi chú ba? Ta đang đi theo nè. Thì giỏi á. Ủa chú ba đi theo con quỷ đó, sao chú ba đi theo con chi vậy? Trời ơi, tao đi theo con quỷ đó là dẫn theo. Chứ mà giữa đường xá mà đừng có con quỷ, ta hiểu lầm rồi. Hiểu chưa? Nghĩa là chú đang theo nó. Rồi cái có gì chú báo cáo tình hình với con. Thấy không? Thôi chú đừng nói gì đi. Tôi nhìn là tôi biết liền à. Cái con nhỏ đó hả, là cái đồ xấu xa. Nó tới đây nè, nó muốn mướn nhà ở đây. Nó có âm mưu gì để nó gần gũi ông Tấn á. Mày tức hả? Tức. Mày thấy ông hai cho thằng Tấn đi với nhỏ nó tự do rồi cái mày tức. Trời ơi, có cái gì đâu mà. Cái ấp này tao đắm lòng bàn tay nè. Tao làm trưởng ấp trước hai Thành mà. Thấy không? Ông cái Thành á, tao đắm lòng bàn tay. Thằng Tấn ta nắm lên lòng bàn tay. Con nhỏ đó ta nắm lên lòng bàn tay. Má mày đó ta nắm. Ý tao muốn nói là trong cái ấp này tao nắm trong lòng bàn tay hết. Có gì tao báo cáo lại cho. Vậy chú ba có biết á, con nhỏ đó nó quyến rũ anh Tấn. Chú ba có nắm cái vụ này không? Trời ơi, tao hốt luôn chứ đừng có nó nắm. Dễ quá, cái chuyện đó dễ quá mà. Nghe không? Đừng có giận hờn gì hết trơn á nè. Ngoài đường cái mặt nó làm vậy nó xấu lắm nghe chưa? Cái mặt trời, cái mặt nó xinh đẹp mà chê nó xấu lắm. Thấy không? Bình tĩnh đi. Chú ba lo cho. Còn cái chuyện này nữa, tao quên nói cho mày biết. Dạ. Nó đang ở đây nè. Nó đang tính mở cái cửa hàng hay cái quán gì ở đây nè. Mày biết nó làm gì không? Trời. Sao con không biết? Cái dáng con nhỏ đó là chỉ có gọi là nhổ tóc bạc nè, gội đầu nè, ráy tai nè. Mấy ông là khoái mấy cái vụ đó lắm. Mày thấy không? Cái ấp mình á chưa có cái vụ đó kìa. Nào là cà phê nè, quán ăn nè, rồi nhậu nè, mà chưa có cái vụ mà nhổ tóc bạc rồi đó kìa. Cái chỗ đó, cái đó là hay đó, mà nhỏ đó là đẹp nữa, thấy không? Không chừng người nó mở cái đó là nó thắng liền luôn, nó có tiền đó. Ừ, nó thắng liền luôn, nó có tiền á. Vậy chú ba với ông Tuấn á là hai người tới đó ủng hộ đi, rồi chụp hình quảng cáo cho nó luôn. Trời ơi, người ta làm ăn chân chính là mình phải giúp đỡ chứ con. Chân chính sao chú biết nó chân chính? Thì ta thấy nó đi hai cái chân, ở đâu có cái chân phụ. Chú ba giỡn chút chơi vui thôi. Đừng có ghen tương gì nữa hết á. Nó làm vậy đâu có sao đâu ha. Hạnh đường giữa đường giữa xá mà con đứng con khóc vậy đó, người ta nhìn vô á, lỡ ta đi ngang thấy ta đứng chú ăn hiếp con á. Con nói thiệt á, chú ba nè, ông Hải Thành nè, anh Tuấn nè, cả nguyên cái ấp này đàn ông không có ai tốt hết trơn á. Vậy mày mới biết được giá trị của thằng Tấn chứ. Gì vậy mày? Ôi, đừng đi, đừng đi, làm gì vậy trời? Cái thằng này. Cái gì vậy? Ê! Cái gì vậy?
Mới sáng sớm quán của tôi bán cà phê, không có bán đồ nhậu nha. Tự nhiên ông cha già này vô làm gì? Nè, là nó kêu tôi vô, tôi đang câu cá ngoài, nó kêu tôi vô chứ không phải là tôi muốn vô trong này đâu nha. Ngồi xuống đi. Cái thằng này mày lôi ổng làm gì rần rần vô đây vậy? Dạ, nói chung là có chuyện con mới nhờ hai người thôi. Chuyện gì? Khi mình ta nói chuyện mình thật sự đi, mình dẹp cái đó qua bên đi. Trời ơi, thiệt á. Trời ơi, tôi nghe bằng cái lỗ tai, không phải nghe bằng cái tai. À, cái tai này, hiểu không? Mệt ghê thiệt á. Trời, nó nói đi mệt quá. Đó, bây giờ nè. Gì vậy? Thấy hai người đẹp đôi lắm nha. Ê, mày điên hả? Tự nhiên đẹp đôi là sao? Nói sao? Trời ơi, có gì đâu mắc cỡ trời. Mắc cỡ gì? Thì đẹp đôi thì mình cứ việc đến với nhau thôi, chứ có gì đâu mà mắc cỡ. Bậy. Xin lỗi. Cha già này không có cửa đâu ha. Bà không có cửa với tao luôn. Trời đất ơi, bích lâu lắm rồi. Ở đây bây giờ là con có một chuyện con nhờ. Thật sự là con nhờ. Cái chuyện gì mà tự nhiên? Có nghĩa là nó lôi vô đây là nó có một chuyện đó, nó nhờ mình. Nhờ chuyện gì? Bây giờ là có phải là Sáu thương con nhất không? Ừ thì cũng thương. Thương chứ sao không thương? Đúng rồi. Ngày nào cũng tốn biết bao nhiêu tiền, vừa mua rượu vừa mua mồi chạy qua bên nhà coi cô chú Tư, cho nên chú Tư cũng phải thương con. Thì con thương chút mà con gài thiêu vô cái thế là coi như là không thương không được. À, thì sẽ bắt buộc phải thương rồi. Rồi thương. Nói chung là mày không có làm cho người ta ghét vậy thôi. Dạ rồi. Rồi con câu chuyện tới đây là chấm dứt hết rồi. Về đi cho tôi lặt rau xong. Rồi, okay. Ngồi xuống. Trời ơi mệt thiệt cái trời, tôi chưa nói chuyện gì chân mà hai người này. Bây giờ á là hai người biết là con là mồ côi đúng không? Rồi á là con bây giờ con muốn là hai người là vợ chồng với nhau được không? Trời ơi cái thằng này có cái gì vậy? Hoài thôi vậy. Tự nhiên có vụ gì tự nhiên cái gì bảo là vợ chồng. Mệt quá tôi thiệt trời ơi. Làm vợ chồng đây là làm vợ chồng giả thôi. Vợ chồng giả là sao? Là chi? Tự nhiên sao là làm vợ chồng giả? Bây giờ á là có nghĩa là hai người là vợ chồng giả nha, mà giống như là tình yêu là phải có tèn 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 nhá. Tèn tèn tèn. Phải chạy nước miếng, À con nghĩa con nghĩa là ý của con nói là chú với bà là phải đã từng có tèn tèn này. À đúng rồi. À tèn tèn là bây giờ. Đã từng rồi nghe. À đã từng, đã chứ từng. Chứ không phải là giờ cho ông tèn 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 đâu nghe. À, không có con không. Trời ơi, tôi mệt quá làm ơn đừng cãi lộn nữa mà. Rồi bây giờ con nhờ. Thì bây giờ là vợ chồng giả mà. Giả, giả, giả. Thì phải tèn tèn là sau đó là tèn tèn là phải có bầu. Đúng rồi. Có bầu rồi phải có con. Cái gì mà dần lân vậy bay? Cái gì tèn tèn là có bầu rồi có con. Con đâu? Đây, con là con đây. Vậy là sao không hiểu rồi? Thì bây giờ con là con của hai người. À nó muốn làm, nó muốn xin mình làm ba mẹ nuôi. Hiểu rồi, nó không, kêu tôi ba mẹ ruột. Ba mẹ ruột? Ờ. Ủa chứ tự nhiên khi không thì không tự nhiên là ba mẹ ruột là cái gì vậy? Trời ơi thôi lỡ rồi thương con giúp con đi. Thì thôi. Bây giờ hai người làm vợ chồng giả thôi, đâu phải làm vợ chồng thiệt đâu. Không ai tin đâu. Bởi vì nhìn tao với ổng đẻ con là xấu quá, không ai tin đâu. Với lại chú cao mà con có lùn xịt gì nè, người ta nói kỳ vậy. Chắc phải thử ADN nó mới công lắm. Ê, đi đâu vậy con? Con thiệt hả? Con chưa bao giờ mà con buồn con chú dễ sợ luôn á. Mà chị sao vậy? Sao? Bây giờ cái chuyện mà con làm con giả rồi mà, còn chuyện con xấu kệ con chứ. Con là mồ côi ba mẹ mà ba mẹ con đẻ không ra con xấu là có ăn hết của ai đâu. Hiểu, lỡ. Ngồi xuống. Nữa hả? Ngồi đi. Ngồi đi. Rồi ngồi đi, ngồi đi. Bà đổ bên đó cho bà ngồi đi. Con nói cái gì mà ngồi hoài vậy trời, cái thằng này rồi sao mà nói gì? Bây giờ con muốn á là giúp con á là hai người là vợ chồng, còn con là con ruột. Mà làm chi vậy? Tại vì con lỡ con thương nhỏ đó trên thành phố á. Con lỡ nổi với bé đó là nhà con là khá giả rồi giàu có lắm. Ba mẹ con hả là hồi xưa là trai tài gái sắc. Rồi là thương con nhưng mà tại vì chán cái cảnh ở trên Sài Gòn mới về đây sống cảnh cho nó bình yên rồi. Đó rồi con nói vậy thôi ai về đâu. Bé nó thương con quá đòi về quê. Ra mắt ba má chồng. Nó đòi về hả? Cái chết là cái chỗ này nè, đội vườn sao? Thì con lỡ nổ rồi cho nên con mới nhờ cô chú giúp con. Bây giờ Khi nào nó về? Khi nào về? Chiều nay. Cái gì mà sớm? Mới cũng phải nói cho biết trước chứ. Chú chứ giờ con nói thiệt chú, đời này cuộc đời đã lắm nhiều lắm chữ ngờ. Chứ làm sao con ngờ được. Bây giờ tự nhiên cái đùng cái đồ về. Bây giờ con phải chạy ra con đón liền bây giờ nè. Trời ơi. Bây giờ giúp con đi. Tại vì biết sao cái chuyện của con á, con ráng con tự con sắp xếp cuộc đời con rồi. Con nổ sao là con phải nhớ trong đầu là ba mẹ con nè. Ba má con ha. Bây giờ con có tính là con mượn nhà ai chưa? Thì nhà này luôn. Trời ơi, nghĩ sao trên thành phố mà bà bán chỗ này không được, quán cà phê gì cũng được. Bây giờ chú đã lỡ giúp rồi thì giúp cho trót luôn. Chú cho mượn nhà của chú. Trời ơi. Phải không? Cho mượn nhà chú luôn.
Cho luôn hả? Cho mượn. Bậy, có vụ cho luôn, tao đâu bị khùng. Thôi, được rồi, bây giờ tranh thủ đi đón nhỏ nó đi. Khoan, để cô dặn trước đã, bởi vì hai người nhiều khi không hợp nhau cho nên là hay chẹt que lắm nha. Rồi, nói. Bây giờ nè, trước khi làm như vậy là con muốn là cô với chú tập về cái cách mà làm vợ chồng nhau đi, chứ để hai người hay gây lộn lắm. Tập sao? Thì bây giờ hai người vô ở chung một nhà, chui vô chung một phòng là kể như là mình trở thành vợ chồng rồi đó. Đi, vô. Trời ơi, tự nhiên cái tao với ổng vô phòng. Rồi, bà làm gì mà chết rồi. Không, thì có nghĩa là làm sao mà cho nó thân thiện với nhau. Lúc nào cũng là đi đâu cũng có anh, là có em. Lời ăn tiếng nói với hai người là phải ngọt ngào nha, chứ không phải là mới nói chuyện chút xíu rồi đâm thọt nhau này nọ là chết con luôn á nha. Ông với bà hay là anh với em? Thôi anh với em đi. Ô, anh em ơi, trời ớn trời đậu luôn rồi, trời ơi. Anh em già dữ lắm rồi. Chưa gọi mà nghe. Tôi nói thì hồi nghe. Đó cũng yêu thương nhau cũng anh em, thì giờ anh em còn sao? Trẻ bây giờ nó già rồi, nó khác. Đâu bây giờ nè, yên tâm cái coi nè. Yên tâm, hai người nắm tay cái nhau cho con yên tâm cái nắm tay. Bắt tay hả? Không có nắm tay chứ bắt tay gì, nắm tay tình yêu rồi, nắm tay tình yêu rồi. Trời ơi, nắm đàng hoàng giùm coi, giúp giùm lỡ giúp cho chót đi. Vậy nắm chắc cũng khều nhột muốn chết. Khều gì bởi vì nè, rồi đó, được chưa? Yên tâm chưa? Rồi bắt đầu hai người nhìn nhau cái nè. Đó, rồi nở nụ cười lên coi sao. Đó, trời ơi, cười cái gì vậy? Là cười nhẹ nhàng nha. Nhớ nha. Cái mỏ kỳ vậy? Cười tôi coi. Nha. Đi nhớ nha, giờ con đi rước rồi nha, con rước nha. Ba mẹ. Rước nha. Con đi con trai. Cái gì vậy? Làm như được thừa nước đục thả câu à? Bà đó, bà ta tạo cơ hội, bà nói nữa. Tôi với mà không thương nó, ông liệu hồn á, dễ làm chồng tôi lắm hả? À, không được, hai đứa mình phải tập yêu thương nhau, tình cảm để mà hồi ra mắt dâu mà tôi với ông kiểu mà cãi cọ vậy đó là cũng sao? Là bà không à, bây giờ bà ngồi xuống đi mình giả bộ mình phải làm sao cho nó âu yếm để nó giới thiệu với bạn gái của nó, vợ sắp cưới của nó cảm thấy là có một gia đình hạnh phúc. Ngồi xuống đi. Bây giờ âu yếm làm sao ta? Thì ngồi xuống đi. Trời ơi, cái này là chết chắc luôn. Sao mà đi chợ mà lâu dữ vậy trời, thiệt tình đó bà này. Mình chưa đi vừa chạy à, mình mới đi chợ về đó phải không, mệt lắm phải không ha? Mình ngồi trên cái dáng này mình nghỉ mệt đi ha, ngồi lên nghỉ mệt. Cái gì vậy, cái gì bị kiến cắn hả? Bị kiến cắn hả? Đừng kêu tụi mình đầu chân cẳng gì, tôi nghe tôi nổi da gà quá. Cái gì kêu mà nổi bà gà? Ông cho rồi đi. Trời ơi, mình đã hứa với nó là mình giúp nó, mình phải tập vợ ngay từ bây giờ, mình phải đóng vai làm vợ chồng mà. Tập vợ cái gì, chừng nào con nhỏ nó xuống đi rồi tính. Nhưng mà lúc đó mình lượm thượm rồi làm sao mình ăn nói với người bạn gái của nó mà sắp sửa trở thành con dâu của vợ của nó. Ý là ông nói không quen đúng không? Bây giờ mình phải tập vợ làm sao cho nó ăn khớp ăn rơm mới được, phải hạnh phúc, hiểu không? Không vậy đi. Thôi bây giờ nè, tôi quen miệng cái ông tôi cái bể hết nữa. Rồi bây giờ uống miếng nước cho nó ngon lành rồi để mà mình ấy ha, để mình thoại cho nó ngon lành nghe chưa? Dạ. Không. Cho em xin miếng nước. Không nên uống nước trà. Không nên uống nước trà. Bây giờ là uống nước đá chanh. Trời ơi, cái gì vậy? Tôi ghét nhất đá chanh mà tự nhiên hỏi uống nữa tôi nữa, cái gì mà tôi không có tôi. Em ghét uống đá chanh nhất đó. Chứ muốn uống cái gì nè? Em uống cam mật ong. Nước cam mật ong hả? Ở trong đây không có nước cam mật ong, ở nhà không có, chưa có đi mua. Thôi giờ về đi ha, bây giờ ngồi để nghỉ ha. Đưa cái giỏ đó cho anh. Đưa cái giỏ cho anh để anh ra đằng sau anh nấu một bữa cơm ngon lành để hai vợ chồng mình cùng thưởng thức nghe chưa? Dạ. Anh ra sau á, cái nấu đồ ăn giùm em đi nha. Canh lặt rau để đi cơm nấu nha. Tem cái mỏ vô, tem cái mỏ vô. Đừng có đãi quá nó không có thật. Mình đã diễn thì phải diễn giống như là thật, hiểu không? Trời ơi, Hiền ơi là Hiền, cái thằng quỷ Hiền mập. Tôi khổ ghê, vậy tự nhiên tôi nhận cái chuyện này để làm cái gì? Bây giờ tôi khổ tâm ghê, chưa bao giờ mà làm mẹ, chưa bao giờ làm vợ. Bây giờ nó đặt tôi vô cái chuyện mà khó khăn trăm bề như vậy, tôi đổ hồi hộp hết luôn. Nói xong chưa? Trời đất ơi, bây giờ mình phải tập mình kêu nó là con. Mình phải kêu nó là con trai của mình chứ, tự nhiên bây giờ thằng Hiền là như thế nào? Bây giờ một lát nữa nó bạn gái nó về nó dẫn vô cái thằng Hiền lại biểu là chết liền bể hết. Là tội nó. Nó một cô cha mẹ nó nhờ mình giúp thì mình là người lớn, mình hứa mình phải làm cho nó tròn vẹn, hiểu không? Hiểu không? Bây giờ nói chuyện đàng hoàng. Rồi tập lại coi, nói ơi. Hiền ơi, tại sao con đặt ba mẹ vô cái chuyện như vậy hả Hiền? Thiệt là khổ tâm ghê. Bà sến chảy nước luôn đó.
sến thấy gớm luôn. Chính cha xin lỗi. Em sến thấy gớm luôn. Công nhận khó thiệt á anh. Coi như mà là tụi mình là vợ chồng thật sự ha. Cũng giống như bây giờ vậy. Hai đứa là hai vợ chồng thật sự. Thật sự mà nói á, là em rất là thương thằng Hiền. Đúng rồi. Nhưng mà hả, tự nhiên nó kêu em với anh làm cái chuyện như vậy mà tự nhiên thấy khó không? Hồi nào giờ mình muốn nói gì mình nói dễ chịu, nó thoải mái dễ sự tôi chứ. Dạ, đừng ôm tôi với anh trai thì thấy ghét. Vợ chồng thì hạnh phúc mà. Hiền nó giao rồi. Con mình nó giao rồi. Mình để hồi mình phải hạnh phúc như vậy chứ cho con dâu tương lai nó thấy chứ đúng không? Đó, nó bắt chước mình đó. Đó, như vậy mới gọi là hết sĩ. Anh. Gì? Trời, sao tự nhiên tim đập bịch. Anh không biết tim nó thật. Thủi luôn. Ôm nhau sao hấp dẫn như vậy ta? Nếu phải chi mà tụi mình như vậy mà nhân cái cơ hội này tụi mình là thiệt luôn thì bây giờ tụi mình sẽ có con đàn cháu đóng được, có cháu mình nắm bồng luôn á. Trời ơi, sao tôi ngu quá vậy ha? Phải chiều đó giờ tôi ôm ông sớm hơn, chừng giờ tôi 8 đứa con rồi cơ. Anh cũng vậy, phải chiều đó anh ôm em sớm hơn, bây giờ mình đã có con nó bự hơn Hiền luôn á. Bớt mơ đi cha nội, nó muốn chết hả? Xuất sắc. Công nhận nó đưa em có mô hình này cầm, nó y chang như điện thoại thiệt vậy đó. Dễ thương quá ha. Rất là dễ thương. Ước gì nó là điện thoại thiệt ha. Nhưng mà nói thật nha, ngồi đi. Trời ơi, anh nấu ngon quá đi á. Coi như là... Còn là mấy cái món em thích không đó. Từ lúc mà tụi mình tập nhau đó, tụi mình tập dần giống như vợ chồng thật sự đó, anh cũng có một cái cảm giác rằng giống như là một gia đình thật sự luôn vậy đó. Phải chi mà hồi đó giờ tụi mình phát hiện đối phương sớm như vậy thì bây giờ tụi mình đã có con đàn cháu đóng rồi đúng không? Nãy giờ em xưng em mình ăn em hết muộn rồi đó, tự nhiên giờ em hết dễ sợ luôn á. Ôi trời ơi, ôi đẹp trai quá ta. Trời ơi, nhìn phong độ dễ sợ luôn á. Đẹp quá, nhìn chững chạc như một người đàn ông trụ cột của gia đình luôn á. Em có đâu có thua kém gì đâu. Em là một người phụ nữ chỉnh chu nè, rất là tế nhị tề gia nội trợ, ở trong bếp cũng được mà ra sảnh cũng được luôn đó nè. Nghe nè, bây giờ nhìn qua nhìn lại đi ha. Ừ. Mình giống nhân thành thị chưa? Hay là còn lòi cái phèn? Không có, mình bây giờ mình là chỉnh chu dữ lắm rồi. Đẹp không? Đó nhìn mà đúng giống thành phố rồi. Phong cách của thành phố. Dạ. Rồi vậy ha. Một lát này về tụi mình cứ làm như thật giống là tụi mình là ba má nó thật sự nha. Vậy dạ, đi. Dạ, đi. Ủa sao lâu quá tụi nó chưa có về, tụi nó đi đâu vậy? Dạ, ba ơi, má ơi. Đi vô đây em. À con trai. Dạ, con chào ba má mới về. Bạn gái con đó hả? Dạ, đây ạ. Dạ, con xin chào ông bà. Trời ơi, dạ. Lễ phép dễ sợ chưa? Con xin chào hai bác. Con, đừng, hai bác còn sống. Dạ không phải, cái đó là cái lễ nghi đó. Dạ. Phép lịch sự nó tôn dạ. kính mình, nó tôn dạ. kính mình. Dạ, dạ. Nó tôn dạ. kính con mình. Ngồi đi. À, em ngồi đi. Ngồi đi con. Dễ thương chưa? Con xin phép được ngồi à. Con dạ. ngồi đi. Lễ phép quá à. Bé này có giáo dục chắc luôn á. Chắc luôn. Sao con? Hiền nó đưa con đi đường mệt không? Dạ. À, tụi con ngồi trên xe rồi nói chuyện về con kể về bà và má. Vậy hả? Cho... Gì vậy con? Hồi nãy con đi xe đường ổ gà quá cho nên bây giờ cái chân con nó run chút xíu nữa. Bình tĩnh rồi, bình tĩnh là mình đi vô nhà rồi, không còn trên xe nữa, không còn trên xe nữa. Dạ rồi. Định hồn lại. Không sao đâu, ngồi Hiền nó bóp chân cho con, nó giỏi dạ. lắm. Bóp chân cho em nha con. Dạ, trời ơi, ba má làm đồ ăn thịnh ngọn quá. Trời ơi! Sát xanh quá. Là sao con? Từ nhỏ tới lớn nhà em không có ăn thịt cá. Tội con cá quá. Bây giờ mình bỏ nó vô trong cái tô vậy rồi gia đình nó đi kiếm nó ở đâu? Tội quá, sát sanh quá. Một đứa con gái rất là có đạo đức. À, nó rất là tốt. Thôi được rồi. À, tại vì bữa nay anh cũng quên mất là em là một người rất là ngoan bên về không có sát sanh, không dạ, sát sanh. À, thôi chút xíu nữa em ăn cơm. Ăn rau. Thôi để con đem cá thả lại đó. Thôi được rồi. Nó chín rồi sao thả được con, nó chín rồi. Thôi được rồi. Thôi bây giờ như vậy, cô mời ba má dùng cơm. Thôi, ăn đi, dọn đi anh. Phụ nữ. Phụ nữ công dung ngôn hạnh, tâm tùng tứ đức. Dạ. Đây con đông để cho vợ con nè. Bạn gái con nè. Bạn gái chứ phải là vợ ha. Chứ phải là vợ. Ăn nha. Con nè. Bạn gái rất là tốt ha, coi như là không có sát sanh, coi như là bình thường là ăn rau với rau củ quả đó, đại loại là vậy. Dạ, ăn đi. Cùng gia đình ăn. Mai mốt mình cũng phải cẩn thận.
gì con? Ủa, hồi nãy tụi tao đâu có làm gì sai đâu. Sai đâu, sai đâu. Hai người làm cũng nhớ ba má con quá. Ba nè, ba nè con. Ba nè. Má nè. Ba nè. À, dạ dạ dạ. À, ba má à dạ. À. Nó lâu quá, lâu nữa là ở dưới nó cảm xúc. Dạ. Nó về nó gặp mình nó cảm xúc vậy thôi. Dạ. Dạ. Con ở trên đó con làm xong cái con nhớ ba má. Được rồi, ba má hiểu. Ba má hiểu. Ba má dùng cơm. Dạ. Dạ, con mời gia đình mình ăn cơm. Dạ. À, lo cho vợ tương lai của con. Dạ, không có đâu là đó đàng hoàng. Dạ. Nhìn Hiền dạ, nó làm. Con mời bà. Tôi cũng xúc động thiệt luôn không? Dạ. Phải chị này nó y như thiệt ha. Biết cái chuyện vợ chồng mà chơi vui vậy. Mày, cẩn thận. Dạ. Lời nói. Dạ. Nói vui thì được rồi. Cảm ơn con. Bình thường con mình nó rất là hiếu thảo, rất là chu đáo. Dạ. Và bây giờ nó sắp sửa có vợ mà một người vợ biết tề gia nội trợ, không có ý đồ sát sanh, vậy là một người phụ nữ rất là tốt. Ha, dạ. Rất là có đạo đức, vậy là tốt cho con trai của mình ha. Dạ, cứ trên xe cứ ngồi một hai là kêu con kể. Mà con cũng nói là gia đình mình á là ở thành phố. Ừ. Xong mà tại vì ba với má là không có quen cái cảnh mà ồn ào trên đó. Đúng. Cho nên là tuổi rồi đó con. Về đây rồi ở đây rồi cho nó yên bình. Hít khí trời. Dạ. Khi trời cho cái phổi nó tốt. Dạ. Con nhìn cô chú là con biết ngay người ở trên thành phố, tại vì nhìn sang dữ lắm. À, cảm ơn con. Ủa con nhìn ra sang luôn á. Dạ. Con nhìn thấy sang luôn á hả? Dạ. Vậy là mình thành công rồi. Còn con với anh Hiền ở thành phố về mà ai cũng tưởng hai đứa dưới quê lên. Không có, mà nói chung mà mình giản dị vậy là tốt rồi đó con. À thôi con mời gia đình dùng cơm mà. Dạ. Ăn cơm con. Dạ. Dạ. À, dạ. Cho con hỏi cái ruột cá ở đâu rồi? Đâu là sao? Đồ ăn nấu chín mình bỏ mới tội, chết rồi ăn được. À là bây giờ có nghĩa là cá mà đã làm rồi là ăn được đúng không? Dạ đúng rồi. À anh lúc mà anh quen với em tới giờ anh đâu có nghĩ là em phức tạp tới vậy đâu. Dạ. À. Dạ mời gia đình ăn cơm. À, trước anh là em có quen với ai không? Dạ có. À mấy người đó chịu đựng em cũng giỏi ha. Dạ. À, thôi mình mời ba với má ăn. Dạ, con mời hai bác ăn cơm. Ăn cơm đi, nó không có bình thường. Nó không có bình thường. Dạ, đó. À mà dạ. Con này. Dạ, bác ăn rau. Dạ, con mời bác ăn rau. Nó cũng nặng. Dạ, con mời. Vitamin C. Ăn cho nó vui. Ăn cho nó vui. À thôi, em cứ để anh tự nhiên ha. Con gấp ruột cá cho nó ăn. Thôi, dạ dạ. Dạ, ấy nó nghe thì chị bên đó hai đứa bay tự xử được ha. Ở bên đây ba má tự xử nha. À quên. Hai đứa con tự xử nha. Dạ. Hai đứa mình tự xử đi mình. Ba má. Ba má tự xử. Lo cho con dâu chút chứ sao mà tự lo cho nhau hoài vậy? Sao con lo cho nó? Thì lúc đó con phải chăm, có nghĩa là để ý chút xíu cho. Con ăn miếng trứng nè nha. Không, ăn chay, rau thôi được rau. Con ăn rau nha. Ăn đi con. Em chấm với lại nước mắm đi. Chấm nước mắm hả? À, có nghĩa là mình cái tâm mình nghĩ là đồ chai là nó sẽ chai. Ừ, đúng rồi. Mặn chứ con không có gì đâu. À. Cũng không mặn lắm đâu. Trời. Sao mà con cứ ao ước. Đây là ba má thật. Nói gì cẩn thận chút đi. Nói gì em thích gia đình anh quá à. Cảm ơn con. Tại vì con thấy gia đình của anh nó rất là ấm áp nè. Nội cái chuyện ăn cơm thôi mà mời qua mời lại như vậy rất là tình cảm. Đúng rồi. Với lại ngày đầu tiên con đến nhà mà hai bác đã gọi con bằng con dâu, con thấy rất là thích. Ngày trước sao không thành con dâu mà con, đúng không? Dạ, đã vô nhà này ăn cơm này coi như là sẽ là con dâu đó. Cho nên phải tự nhiên nha. Dạ con tự nhiên. Con kiếm ruột ăn đi con. Dạ thôi được rồi. Sao, mình không ăn nữa hả? Tê chân hả? Má bị sao? Má bị tê chân quá, nãy giờ má gồng. Không, má quýu cái chân quýu dưới đất nên giờ nó bị tê. Bây giờ đi ha. Bây giờ vậy đi ha con ha. Hai đứa ngồi tự nhiên nha. Bác vô bác sức dầu cái chân. Rồi để tôi dẫn bà vô đổng sức dầu ha. À, má anh bị thấp khớp rồi mà. Chưa xong á nha. Biết vô sức dầu nha, vô sức dầu cho mình ha, vô sức dầu cho mình. Ba má anh dễ thương quá. Gia đình anh chắc là hạnh phúc lắm ha. À. Trong lúc mà chờ ba má quay lại á, anh có thể kể thêm một chút xíu về gia đình anh cho em nghe không? À, ba anh hồi trẻ đó, đẹp trai lắm. Cao thì có khoảng chừng 1m6 thôi. Đó thì tóc dài vậy nè. Đó,
trời ơi ông đẹp trai tài tử vậy đó. Còn má anh á thì người ốm nhom mà ốm nhom nhắc à đó, mà đẻ anh ra thì thấy là nhìn là biết giống ông già rồi. Ủa sao anh kể em thấy khác với hai bác em mới gặp quá vậy, có nhầm lẫn gì không ta? Không không, tại vì lớn tuổi rồi khác. À, anh tóc lại, anh tóc lại. À bên này thì mập ma à, thì đúng rồi, tới tuổi là mập ra. À nhưng mà sao mà tự nhiên lùn mà sao càng lớn càng cao lên vậy? Hồi nãy bác đây cũng phải cỡ 1m8 à. À tại vì ba anh ra hít hít xà. Hít xà từ nay là biết nhiêu lâu rồi mới được vậy đó, nó giãn. À. À hai bác lâu quá ha. À. Ủa? Ê, 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 ê. Cái gì vậy? Ba má đi đâu vậy? Ủa sao độ? Chưa sống. Chưa sống. Thôi mày cho tao đi về đi Hiền ơi. Nãy giờ tao gầm muốn chết luôn không? Gầm cái gì? Không quen, không quen. Nó lượm thượm lắm. Ừ. Trời ơi, thiệt nhờ có một chuyện đâu mà làm thiệt. Xin lỗi nha, xin lỗi. Rõ con nghe Hiền. Con cho cô về nha, cô thôi, về. Thôi, cứ đứng đó chút đi. Thôi đi, em hiểu hết rồi. Cứ vậy đi cho nó thoải mái nè. Chứ bắt gì phải giấu giếm gì mệt vậy? À, hai con chú này không phải là ba má anh đúng không? Đúng rồi, con. Con nhìn ngay từ đầu là con đã biết rồi. Làm sao có thể qua mắt con được? Trời ơi, em thông minh dữ lắm. Em bước vô là em thấy có cái gì đó nó giả giả, nó không có thật ở đây rồi. Nhỏ này hay nè. Thôi mọi chuyện nó cũng đã vậy rồi, anh cũng nói với em. Đây là cô chú hàng xóm. Anh gì anh sợ em coi thường thầy anh một coi mà. Rồi có cha mẹ anh mới nhờ cô chú đóng giả là ba má anh. Ừ. Rồi nói là ở trên thành phố ở bị ngột ngạt là về đây sống. Anh một coi anh chỉ sợ em che anh thôi. Chia tay đi. Con bình tĩnh con. Sao vậy? Không, không cần giải thích. Chia tay đi. Không thể nào quen một người như vậy hết á. Tôi không thể nào tôi quen một người mà dối gạt tôi vậy hết. Thí dụ mà anh hoàn cảnh anh như thế nào thì anh cứ nói em chấp nhận được hết. Em thương anh là em thương con người của anh, chứ em đâu có phải là em thương gia cảnh anh đâu mà anh phải dối gạt em như vậy. Hay đó, con nhỏ được có chí khí nè. Ê, tao chịu quay rồi đó nha. Chịu con đúng không? Chịu con rồi, con hay lắm. Ôi, cảm ơn cô chú. Anh xin lỗi em. Xin lỗi cái gì? Bây giờ thì chuyện nó đã lỡ rồi. Thì em có muốn giữ tình cảm thì em giữ, còn không thì cũng là quyết định của em thôi. Nó mở cơ hội rồi đó. Nó nói vậy là nó mở cơ hội rồi, bay không hiểu nữa sao? Khờ quá trời khờ. Nó nói bịch tẹt vậy là nó mở cơ hội cho bay rồi đó, nó tha rồi đó. Tha gì đâu, đòi chia tay mà. Bậy. Con gái nói có là không. Em nói chia tay là khi nào mà anh dối gạt em á. Thì lỡ dối rồi mà. Thì bây giờ nhưng mà nó hiểu hết chuyện rồi, nó hiểu là đây là ý tốt mà. Hiểu không? Người ta biết cái chuyện này ngay từ đầu rồi. Mà giả bộ ngồi coi coi là diễn kịch cỡ nào. Đó. Vậy hay quá ha. Qua mắt được con gái thành phố không ha. Giỏi á, nhỏ này. Thôi xin lỗi. Xin lỗi gì? À, từ nay về sau là không có gạt anh vậy nữa. Không bao giờ gạt nữa đâu. À, thật ra là con nhìn cô chú con buồn lắm. Con rất nhớ ba má con. Cho con gọi chị đi. Hay đi mình làm gì cho nó buồn. Ai giờ nó nhìn mình nó nhớ ba má nó. Con tội nghiệp nó. Cảm ơn cô chú đã giúp con để con có được cái tình yêu như vậy. Cảm ơn em đã hiểu anh. À không ấy vậy đi, từ đây về sau mày kêu tao với ổng là ba má mày luôn đi. Trời thiệt hả? Ba má nuôi. Dạ con cảm ơn ba má. Chừng nào đám cưới hai đứa tao làm ba má mày thiệt nha. Dạ vậy đi. Cảm ơn ba má.